775, Đô Nguyễn tiến công Kinh Bắc, khố đỏ. Đô Nghiêm đình ước quân đội, khố xanh, hai đô vào sới. Hai đô xe đài. Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Tiếp tục.
ra ngoài. Gặp người dân nhoài là tự nhiên mệt rất là đơn giản. Hết sức thương, sẽ hết sức thương. Trần Lữ tiếp tục. Thời gian thì đâu hề một, hai đôi tặng. Anh nhìn người hai đứa bỏ mình xanh hết sức nhiều. Cái là nặng. Không, cái là quả ôm chân của ông phát lên. Không, cả thật sự là một quả. Đã hết thời gian nghỉ, hai đô vào trong sới thi đấu hiệp hai. Hai lô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp hai bắt đầu. Mời hai đô vào trong sới, chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua hạng cân 75 ở nút 0 phút 22 giây của hiệp 2, Nghiêm Đình Ước quân đội thắng.